Cố lên, hôm nay mình làm được. Chào em đến rồi à? Dạ vâng, em chào anh ạ. Mình cùng vào, anh giới thiệu em với các đồng nghiệp khác nhé. Vâng. Chào mọi người, hôm nay chúng ta có nhân viên mới. Vào đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Huyền, nhân viên mới của chúng ta, mong mọi người giúp anh ý giúp phát triển. Chào mọi người, em tên là Thanh Huyền, em từ Bắc Ninh. Đây là công việc đầu tiên của em. Vâng, thì có vẻ là em hơi ngại ngùng một chút. Em mong mọi người là giúp đỡ em ạ. Mong mọi người cùng giúp đỡ em ý trong công việc. Em có thể ngồi đây. Vâng ạ. Em chào các chị ạ. Chị chào em. Thì đây là lần đầu tiên em đến với công ty của mình, thì em rất mong mọi người, nếu mà em không biết gì thì anh chị có thể giúp đỡ em. Ok em. Thì công ty mình sắp tới sẽ có một cái sự kiện này. Em có biết làm cái phần PowerPoint, phần Word này không? Phần PowerPoint này thì em đã từng được đào tạo qua, cho nên phần này em có thể làm được ạ. Thì em có thể đánh nội chị văn bản này nha. Vâng ạ. Có gì không hiểu hay khó khăn chỗ nào thì bảo chị giúp. Vâng. Cố gắng không rồi cho chị nha. Vâng. Ok. Đến kỹ năng cân bản, kỹ năng PowerPoint và kỹ năng Word mà cũng em mới được đào tạo qua, thì họ để xem là nó sẽ làm việc như nào. Đấy, ta đã bảo từ đầu rồi mà, nhìn là biết. Để xem nó làm như nào. Được rồi, cứ để xem nó làm việc như nào. Thôi em làm mới, mọi người cứ từ từ, có gì không thì chị bảo em nó. Chị cứ phải nhìn xem làm sao mà như thế được. Em nhìn là em biết ngay mà. Cứ để mấy hôm nữa mà xem, lòi đuôi ra ngay. Ok, để chị xem. Chị biết có nhân viên mới chưa? Sao? Nó làm sao? Ôi, nó vừa vào văn phòng á, đã chưa thì đã thấy bố láo rồi. Không biết nó học trường nào nhở. Ra mà đã vào được hay văn phòng mình rồi. Không biết là nó có dựa vào mối quan hệ nào không. Thế mà được vào được hẳn team mình. Chị cũng thấy thế đấy. Trông mặt nó như thế kia cơ mà. Em không biết thấy gì nào. Rồi con này chắc là cũng dựa dẫm hơi sếp hoặc là hoặc xin của anh giám đốc mà rồi. Ừ thế đấy. Không làm sao mà công ty mình dễ dàng như thế được. Chả bù cho mình làm quần quật bao nhiêu năm vẫn ở cái chức nhân viên quen. Ừ chả thế thì nào. Mình cố gắng bao nhiêu. Bất công thật. Nhưng mà không biết làm nào. Thôi cứ để xem nhân viên, xem mà nhân viên mới thái độ như nào. Ừ. Cứ chờ mà xem. Ô, không biết ai rơi ví ở đây nhỉ? Nhìn cái quen, chắc lên hỏi mọi người xem của ai. Ơ, phần việc mà chị vừa ra cho em thì em đã làm xong rồi ở đây, em gửi chị ạ. Để chị xem. Như thế này là được rồi đấy. Lần đầu làm thế này là cũng tốt rồi. Ok, để chị gửi lại cho trưởng phòng. Thế thì bây giờ công việc xong rồi, bây giờ bọn mình nói chuyện giao lưu một tí nhở. Bởi vì thân tình chị em vừa mới đến. Hôm nay là mình có mất một chiếc ví màu hồng, hỏi xem là mọi người có nhìn thấy không nhở. Huyền, em có thấy có cái ví màu hồng nào ở trong văn phòng mình không nhở? Bởi vì ví này cũng là hàng mới, còn là hàng đắt tiền, nên là chị ý là ai thấy rồi, nên là chị muốn hỏi mọi người một chút. Lúc ấy chị cũng tìm hết ở quanh đây rồi, đi tìm ở ngoài chỗ hành lang chị vừa mới đi rồi, xong rồi chị hỏi mọi người mà không thấy, không biết liệu em có nhìn thấy cái ví của chị không. Ví ạ? Ví của chị á? Em màu hồng ấy em. Em không biết, em cũng mới đến thì em không biết em thế nào nhỉ? Nói chung là em không thấy vậy, cắt và từ từ. Em chưa nhìn thấy ví của chị bao giờ mà. Hồi lúc thôi ghê đầu tiên luôn. Thật á? Có thật là em không nhìn thấy không? Theo chị cảm nhận ý, thì hình như ý, có ai nhìn thấy rồi đấy. Có thể là ở trong ngăn kéo hoặc là ở trong tay người nào mà cũng không biết đâu. Nhỏ. Mọi người tìm lại kỹ xem có thấy không? Tìm lại trong tất cả các cặp xem. Linh tìm lại đi. Lúc nãy tao tìm hết cả rồi, chả lẽ tao ở đấy của chị Hà. Trời ơi. Ta chắc chắn là ở đây có cái gì đó hơi mờ ám rồi nhỉ. Tại sao mọi người lại nghĩ thế chứ?
Mọi người tìm lại thử xem rơi đâu không? Biết đâu được đúng không nào? Đúng không? Chúng ta làm ở văn phòng bao nhiêu nay có bao giờ bị mất đồ chưa? Có bao giờ chị mất gì thôi, chưa? Thôi. Ví của chị mất mọi người làm sao nhỉ? Có gì tìm lại đi. Tìm lại với nhau là được mà, mọi người tìm lại giúp chị là được. Còn đâu nữa đâu. Thế sao để tìm thử xem biết đâu rơi ngoài đấy thì sao? Không, mọi người chúng em đi tìm cả rồi đấy chị ạ. Nhưng mà cái chỗ mà đông người như thế thì làm sao mà tìm thấy được? Thôi có thể em đi tìm với các chị. Ờ, các chị nói đi. Không sao, thế thôi. Chị Trang chị cứ ngồi xuống đi chị Trang ạ. Để em nó đi tìm. Ok, để xem. Ờ, vâng, để em đi tìm. Ờ, các chị ơi, có đúng là các chị rơi ở chỗ cầu thang kia không ạ? Em tìm không thấy chị mới đi mỗi chỗ đấy mà có đi đâu nữa đâu. Hay là mất ở trong văn phòng mình nhờ? Đúng không? Không biết được. Thôi, thôi ai lấy thì cứ mạnh dạn lên nhá, cứ trung thực vào các chị. Các chị ở đây lâu năm, các chị cũng trưởng thành rồi nên các chị thứ lỗi cho. Cứ thoải mái đi các em ạ. Cứ tìm kỹ lại đi. Biết đâu đánh rơi ở đâu không phải ngoài cầu thang thì sao? Em chỉ đi mỗi chỗ đấy thôi, từ sáng rồi em đi từ đấy vào đây. Đúng rồi, em còn đi với chị Hà cơ mà. Làm sao mà em lấy được chị Hà được? Chào mọi người, hôm nay làm việc vui vẻ không? Tốt sếp ạ. Nhưng mà hôm nay vừa mới có nhân viên mới vào cái, em đã cảm thấy là văn phòng mình hơi bị xáo trộn một chút. Có ai đó vừa mất đồ, còn đồ quý giá sếp ạ. Mà em nghĩ mỗi bạn nhân viên mới ấy ạ, em thấy là chỉ có bạn ý vào ấy, bạn ý thái độ thì cũng không được tốt lắm. Và em nghĩ là trong chuyện này chỉ có bạn ý thôi, phải không bạn Huyền? À, chị ơi, không phải em mới cả, em mới vào mà chị thôi, mọi người đừng hiểu nhầm em đấy thế. À, có phải chiếc ví này không? À, đúng rồi ạ, anh thấy nó ở đâu thế ạ? Nãy tôi đi lên văn phòng thì tôi nhặt được ngoài cầu thang. Không biết là của ai nên là tôi đem về văn phòng mình hỏi. Ví của em ấy ạ. Em cảm ơn ạ. Đấy chị đã bảo rồi mà, đừng hiểu nhầm nhau thì cùng làm trong một văn phòng sau này còn nhìn mặt nhau nhiều, bao nhiêu công việc các thứ. Thôi không phải em đấy thì mọi người xin lỗi em đấy đi. Tội cho em đấy. Chị xin lỗi. Chị đã đổ nhầm cho em, chị xin lỗi. Thôi cái này cũng là hiểu nhầm cũng đáng có thì không sao đâu chị ạ. Không phải là người để bụng. Thôi không vấn đề gì chị ạ. Không khử phòng đâu. Hôm nay triệu tập mọi người cũng có, chúng ta sắp tới sẽ có một dự án lớn và về bữa ăn cho học sinh tại các trường thì mọi người cùng nhau bàn bạc đưa ra những ý kiến xem tham khảo giá thị trường nào để đưa vào những bữa ăn hợp lý mà giá cả vừa phải để doanh nghiệp chúng ta còn có lãi mà vừa đảm bảo cho bữa ăn cho các em học sinh. Mọi người cho ý kiến. Theo em thấy thì một phần cơm như hôm nọ chúng em bàn thì đã ổn rồi, nhưng mà bọn em xảy ra một vấn đề là món tráng miệng cho các bạn nhỏ đấy thì bọn em đang lựa chọn có một mặt hàng đó là quýt, thì các bạn cũng rất là dễ ăn, nhưng mà vấn đề giá cả là đang cần phải xem xét lại, bởi vì có chúng em đang xem có hai loại, một là loại 18.000 thì thực ra loại này thì rẻ nhưng mà ăn hơi chua, nhưng mà còn một loại nữa là loại 60.000 thì ăn thì ngọt ngon nhưng mà giá cả hơi bị đắt, nên là chúng em đang có một chút tranh chấp. Chị Áo ơi, chị mua gì không? Có, mua gì? Đi ăn mấy cái đồ làm tặng ăn phụ nữ giờ ấy. Đợi tí tìm ví đã. Vừa lúc nãy chị vẫn còn nhét vào túi cả mà. Ơ xong bây giờ không thấy nữa ấy. Trang ơi, chị có thấy ví của em đâu không? Chị không, cái ví màu hồng của chị ấy. Chị mới không ơi, chị không biết. Em thử tìm lại xem. Em vừa tìm rồi không thấy. Tìm lại để xem. Để em ra ngoài kia em xem lại xem có không. Ra ngoài em tìm xem có. Đâu rồi? Đấy, của em đi ở ngoài hành lang này mà. Đâu, nhưng mà
chị vẫn nhét ở túi cơ mà. Em còn nhìn thấy cơ mà. Mà không, bây giờ không thấy ở trong vị, ở trong túi nữa ấy. Trời ơi, giờ không biết lại nhân vật nào đây. Đấy, lúc ấy mình chỉ đi qua mỗi đoạn này thôi mà. Ở đây cũng không có. Chả biết như nào. Thế thì em không biết được rồi, lúc nãy bởi vì lúc nãy chị em mình vẫn đi nói chuyện ở đây cơ mà. Không biết mình có đi có làm rơi ở đâu không nhở? Em không biết nữa. Hay là có kẻ gian nào rồi? Làm gì? Mình làm với nhau bao lâu nay cơ mà, làm sao mà mất được? Chị không biết à, vừa sáng nay có người mới còn gì. Lên hỏi bạn đi xem. Thôi nhưng mà nó là nhân viên mới, chắc là nó không dám làm gì đâu. Không chị ạ, linh cảm của em không bao giờ sai cả. Làm sao mà thế được? Không, bây giờ thế thì cứ đi hỏi bạn ấy một tí xem là bạn ấy có biết gì không. Ừ, thử lên hỏi xem, nhưng mà nếu mày oan cho nó thì sao? Thì kệ, thế thì mình xin lỗi. Khổ mình xin lỗi mà, có gì đâu. Đúng không? Theo ơi, thế đi hỏi, lên hỏi đi. Tự nhiên mất cái ví, bực ơi là bực. Oan sai ghê, cái ví người ta cũng không phải là rẻ đâu. Bao nhiêu tiền ta để trong đấy rồi, cả thẻ rồi, cả chứng minh nhân dân kiểu cơ. Cũng là ví mới, trên là ai đấy chắc là cũng nhìn thấy rồi.